Ý. Ui các bạn ơi, mình thấy có một tên trộm đen xì, nó đang đi về cổng nhà mình kìa. Wow, cái con đen xì nó đứng im ở đây này. Mà đằng trước, đối diện kia có một con gì kia, người nó tròn lông lốc ý. Eo ơi, nó định ăn cái con gì đây? Ôi, nó định ăn con mèo màu hồng này. Ui, cái quái nào nó ăn luôn cả cái con mèo rồi còn đâu. Hình như hai con này là đồng bọn ấy. Mình phải chạy trốn nó nhanh lên thôi. Ai? Ai? Ui, ui, cái gì đấy? À, bạn đó, sao bạn cũng trốn cái gì đấy? Mình trốn đâu, mình đang tìm một tên trộm. Người nó đen xì, chân tay dài nèo nghèo. Còn có cả một cái cục gì đi ăn lắm mà mồm nó còn há ra há vào được cơ. Có phải cái người đấy nó đội theo một cả các bồn cầu hả bạn? Không, không phải, không phải. Ui thế thì tớ, cái bồn cầu của tớ bị mất rồi. À, tớ với bạn đó ơi. Nó ở đây hả? Đúng rồi đấy, con này nó bắt cả bồn cầu cho tớ. Nhưng mà nó biến vào con thành màu đen rồi bạn ơi. Nhưng mà đây không phải tên trộm đâu. Đây là con Ski Mini Toilet đấy. Ui thế hả bạn? Nó đang hút cá ở dưới ao đấy kìa. Nó lấy bắt hết những cái con cá ăn của mình cho vào cái bồn cầu rồi. Ui, đằng xa kia kìa có con đen xì nó đang tới đấy. Đúng rồi đấy. Con Pac-Man ấy. Con này nó quá bắp bên đấy bạn ơi. Ui, nó ăn cả cái bồn cầu rồi kìa. Ui, chạy đi bạn. Ui, đúng là cái bồn cầu màu đen xì kem ơi. Nó cho xuống ao rồi à? Đây. Ôi, ở trong nhiều cá chưa? Vừa nãy mình thấy nó bắt cá được mà. Bạn nâng bồn cầu lên đây đi. Đây, wow, đây bồn cầu đen xì luôn các bạn ơi. Trong này nước cũng màu đen đục luôn. Nhưng mà cá này màu khác này. Ủa, cá màu đẹp chưa? Một con cá vàng kia. Ui, cá ba đuôi các bạn ơi. Nó xòe ra ba đuôi này. Con này wow, thế này. Ui, đẹp quá. Một con, hai con rồi. Con đấy có màu cá ba đuôi không bạn? Đúng, cá ba đuôi. Wow, nó thích ăn cá ba đuôi các bạn ơi. Mình thấy á, con Pac-Man nó còn đang đuổi theo một con cá mập kìa. Nó đang cắn vào đuôi nó rồi. Wow, mình tìm thấy con cá mập rồi kem ơi. Ui, đây này. Ôi, nó yếu rồi bạn ơi. Nó làm bắt động rồi. Bắt động đây. Tóm đấy, tóm đấy. Được chưa, được chưa? Wow, đây này. Ui, nó còn có chấm bi màu xanh ở trên người cơ. Có phải không? Đúng rồi bạn nè, nó nhiều vây như này cơ mà. À, sao con mồm con cá mập bây giờ bé thế này? Mồm cá mập nó dài tận đến đây cơ mà. Mà nó nhiều răng sắc cơ mà nhờ. Không phải cá mập rồi, đây là một con cá dọn bể bạn ơi. Ôi trời, mình cứ tưởng cá mập. Wow, ui, ui, nó vào chỗ nó bơi khỏe chưa kìa. Ui, đây mới là con cá mập này, con này to khổng lồ luôn. Không nếu phải mà to thì là cá mập. Ôi, cái đuôi kìa, túm cái đuôi đi. Cái đuôi đấy, nó to thế này cơ mà. Wow, bạn túm lấy cái đuôi đi, nó đâu mất rồi. Đấy, đây. Kìa, nó ra ngoài mất rồi. Wow. Ui, tóm được chưa? Tóm được rồi. Ôi. Ơi, con này á, mồm nó có cả râu này. Đúng rồi. Cái gì mà kinh thế này, cá mập gì đây? Cá mập sao nó bè cái miệng nó to ở dưới lắm bạn ạ. Cá mập nó chỉ có một cái vây nhọn nhọn hoắt ở trên cơ, nó không phải hàng vây như này đâu. Mà mồm nó cũng rộng cơ mà. Đúng rồi. Trông cái mồm nó hay chưa? Con này là con cá dọn bể mồm ở tít dưới này các bạn này. Con này nó phải to gấp 3 lần. Quá, quá, kìa kìa kìa. Má, trên lưng con này lại còn màu xanh da trời. Lưng con này thì lại màu xanh lá cây nhiều bạn nhờ. Ui, đằng này có một con gì kìa. Người nó màu xanh đen luôn này bạn ơi. Nó đang trốn tìm kìa. Sao nhiều con màu sắc cái này nhờ? Ui, đúng rồi. Hôm nay con này lại còn màu xanh cơ. Nhanh lên, không có chung 12 đấy. Ôi, nó còn cắn theo cả cái lá cây cơ bạn ơi. À, nó thay cái lá vào tổ đấy. Để nó ăn đấy bạn nhờ. Nó vẫn dứt được một miếng con này. Con này màu xanh da trời. Các bạn ơi, à, ao nhà mình hôm nay rất nhiều những con màu sắc luôn. Mà vừa xong cái con quái vật bắp ăn nó màu đen cơ. Không biết con gì nó biến con này thành màu xanh này nhờ. À, chỗ đằng này có hẳn hai con liền cơ. Mà mỗi con một màu luôn. Nó đang đi xuống ao kìa. Nhanh lên, nó sắp ra tới bờ ao rồi. Bạn ốc ơi. Wow, ôi kìa kìa, có cả quái màu đỏ nó cũng đang xuống nữa cơ. Đấy, thì mình ơi, bắt các bạn nhá. Nhiều màu lắm. Một đúng màu đỏ này. Ôi, đây, cho vào cái chậu cua này đi. Mà chân nó rất dài luôn các bạn ơi. Kia kìa, cẩn thận. Wow, con này thì màu vàng. Ui, ui, lạ chưa, còn một con nữa này. À, con này trốn. Ôi kìa, nó chui vào hang rồi. Wow. Ui, nó to quá, cái hang này nó bé. Ấy, nó định ra ao cơ bạn ạ. Được rồi này. Cua gì đây mà lại nắm màu sắc thế này nhờ. Bạn có biết tại sao không? Kìa kìa, một con cá mập màu sắc. Nó biến cái con này như vậy đấy. Đây là con cá mập mẹ đấy, vừa nãy là con cá mập con. Eo ơi, con cá mập mẹ nó định cắn con ốc sên này sao ấy. Mày quá, ốc sên này, tối lên. Đi nhanh lên bờ đi. Con ốc sên nó đang bò lên bờ rồi bạn ơi. Nhanh lên, không có con cá mập nó cắn đấy. Hình như là có ốc sên dày nên nó không cắn được bạn ạ. Ồ, nó cắn nó biến thành màu xanh rồi. Mình thấy những cái vệt màu xanh ở đây này. Không biết con ốc sên nó trốn đâu rồi. Đây này, nó bò cái lưới của nó bò đến đâu là cái màu xanh nó đi đến đấy đấy bạn ạ. Nó bỏ ra cái tảng này để nó phơi cho nó nhanh khô người nó. Bây giờ mình sẽ rửa cái vỏ bên ngoài của nó đi nhá các bạn nhá. Xem nào. Ui, đấy màu xanh nó phai ra cái nước rồi này các bạn ơi. Đây này, bình thường con ốc sên màu như này cơ các bạn ạ. Ui, không phải trộm mà.
Ui, con chó mẹ chạy đi rồi kìa. Nó sợ quá nó chạy ra đấy. Ui, con loa loa nó lại không ăn, nó đi qua rồi bạn ơi. May quá bạn ạ. Thôi, nhưng mà con bắp men nó cũng tìm thấy rồi. Ui, nó không tha cho đàn chó này đâu. Thôi, nó ăn hết đàn chó quan rồi. Mà con chó mẹ, nó còn đang bắt giận, nó không biết gì kìa. Ui, con chó mẹ đang mải bắt giận cơ bạn ạ. Ui, con quái vật bắp men ăn luôn cả con chó mẹ. Tớ sợ con này lắm. Nó nhiều răng, mà thôi nó rất sợ luôn cơ bạn ơi. Nó chẳng có chân mà đưa đi nhanh chưa. Ui, tớ chạy đây. Ui, không xong rồi. Làm sao bây giờ? Xung quanh toàn là lúa thế này. Ui, mà mình đi ra quay lại, nó đang tiến tới sát rồi bạn các bạn ơi. Không xong rồi, mình phải chui vào lúa thôi. Thôi, đi rồi. Ui, mình bị con la la nó phát hiện ra rồi. Mình phải trốn vào trong nhà thôi. Ha ha, mình trốn ở trong này an toàn đấy các bạn ơi. Ui, nó tới rồi. Eo ơi, cái chân của nó to thế. Mình phải ngồi im luôn không biết đấy. Ui, mày chưa, nó đi rồi. Ui, mới thấy đằng trong có cái gì ấy? Hình như nó biến vào trong cổng trường rồi. Wow, mày chạy đi thôi. Lần này á, mình trốn hẳn lên trên cây này. Còn lâu nó mới biết. Ô, Kem ơi. Ui, bạn Kem bị cái con Batman nó đuổi kìa. Thôi không sao rồi, mình trốn ở trên này. Mà con quỷ đầu loa nó vẫn biết kìa. Nó đang tiến tới rồi. Ui, nó đánh mình đau thế. Ui, làm sao mà xuống được bây giờ. Ui, nó lại đánh này. Ôi, tình hình này mình phải nhảy xuống này thì gãy chân. Ui, nguy hiểm quá. Ui, con gì đen xì đây. Đấy. Con ơi, con này nó đang đánh mẹ à. Ừ. Ui, may quá, tao thấy chỗ kia có một con cá mập nó đang lao tới. Không biết được nó có đánh thắng con này không nhờ. Bạn chạy đi. Ui, mình thấy nó ăn được cái con quỷ đầu loa rồi đấy. Wow, may thế. May có con cá mập đấy. Mà mình thấy nó đang chuẩn bị tấn công con Batman kìa. Con cá mập này nó hung hăng lắm bạn ơi. Nó từ dưới nước nó leo lên, nó cắn trả thù con Batman ở đấy bạn ạ. Nó tiêu diệt được con Batman. Wow, đây là bạn ốc ơi, một đống luôn, nhiều lắm. Cái gì đấy? Một này, hai này, ba, bốn, năm, sáu. Mình thấy hình như toàn những món đồ màu đen ấy bạn ạ. Đây này, mình thử bóc thử cái này nhá. Bên ngoài màu đỏ nhưng mà bên trong nhân màu đen hay sao ấy. Mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Đấy, thấy chưa? Sô-cô-la hay sao ấy? Đúng rồi, cả một miếng to luôn này bạn ốc ạ. Wow, nhiều chưa? Ở bên trong nó có 1, 2, 3, 4 thanh nữa này. Bạn thử ăn xem nào. Mình sẽ bóc một thanh ra nha. Một thanh dài lắm bạn ơi. Bên trong nó có cả bánh kem xốp nữa. Rất là ngọt và thơm luôn bạn ạ. Cái này không biết có ăn được không ý. Tại vì mình thấy nó đen xì luôn. Y xì con Batman. Ừ nhờ, bạn thử bóc xem nào. Ui đây này. Thấy không? Có. Nó tròn hay sao cơ. Ui, bánh xe nó tròn như bánh xe này. Ồ. Ồ, ở trong nó có nhân màu gì ý? Màu hồng. Bạn thử cắn xem nào. Wow. Giòn mà thơm lắm, cái nhân này thơm lắm bạn ơi. Đưa tớ xem nào là cái gì đấy. Ồ, đây là Oreon mà. Ồ, đây là bánh kem Oreon rất ngon đấy. Hình như cái này cũng đi ăn ấy. Ui, tròn xe như con Batman luôn này. Lạ nhờ. Ôi các bạn ơi, này, tròn xoe luôn. Nào mình sẽ thử xem nào. Ui. Rất là chặt luôn các bạn ạ, mình phải dùng răng mình cắn. Ui, thơm lắm. Quả bóc man nó ăn toàn đồ ngon nhờ bạn nhờ. Ui, đây giống như kiểu một cái bánh kem hay bánh mì ấy. Cái kiểu bánh mì ấy nhờ. Đúng rồi, đây là một cái bánh mì các bạn ạ, nhưng bên ngoài quét sô cô la vào này với lại những cái màu trắng này là kem hay bơ ấy. Bên trong toàn là bánh mì không thôi, màu đen xì luôn. Mình thử xem có ngon không nhé các bạn. Nó mềm mềm xốp xốp và thơm nữa, rất là ngon. Tiếp tục lại một thanh sô cô la nữa này. Thanh này cũng to như cái thanh ở đấy của bạn đấy, nhưng bên ngoài nó màu đen luôn nhở. Có phải không? Cái gì bột thế này? Không phải sô cô la đâu. Đây là một cái bánh xốp màu đen, bánh xốp nhân sô cô la bạn ạ. Ăn nó cũng giòn, rất là ngon. Giòn, nó giòn hơn sô cô la nhở. Ui, cái gì đấy, cả một bịch luôn. Có cái gì đây là bạn này? Màu đen xì luôn này. Hình như đây là kẹo à? Để mình bóc xem nào. Ui, đúng rồi bạn ốc ơi. Ở trong không phải có một cái đâu, mà là cả một bịch luôn. Chắc bên trong cũng màu đen đấy các bạn ạ. Vì bên ngoài màu đen xì luôn mà. Đấy, thấy chưa? Này, đây là kẹo cà phê đấy. Mình cắn thử xem nhá. Ồ, cái kẹo này không cắn được đâu. Kẹo này để mất thôi bạn ơi.
Kẹo này là kẹo ngậm, không thể cắn được, cái này để ngậm thôi bạn nhờ. Mình thấy từ đầu tới giờ cái này là cái đen nhất đây này, chắc là ngon nhất đấy. Thế thì bạn bạn ăn đi. Ui, cái gì đấy? Nó có cả sợi nữa này. Có như kiểu sợi mì. À, cái gì đấy? Trộn tương đen. Ui, trong này nó có cả tương màu đen cơ. Ui giời. Bên trong lừa rồi. Ờ... Bên trong nó lại màu vàng vàng, đây là mì tôm bạn ơi. Nhưng mà sao lại trộn tương đen thì nó phải có màu đen chứ bạn? À, màu đen chắc là ở trong những cái gói này này. Bây giờ nhá, mình sẽ đun nước sôi lên rồi mình cho những gói này vào nhá. Mình cho gói dầu vào nhá. Xong rồi, tiếp theo bạn cho cái gói tương đen đi. Đây, chắc là gói tương đen đây này. Không phải đâu, gói đấy mỏng lắm. Đây là rau củ. Đây là gói gia vị. Đúng rồi, rau củ đấy bạn ạ. Đây, chắc tương đen này bạn ơi. Tương đen đấy. Wow. Màu đen đâu? Mình trộn lên nó mới lên màu cơ. Để mình trộn nhá. Đấy, bây giờ chúng mình trộn đều lên các bạn ơi. Vẫn chưa thấy màu đen. Đấy, phải trộn đều kỹ vào. Wow. Gói đều vào bạn ơi. Đây rồi, thấy màu đen rồi này. Thấy chưa? Bây giờ hết cái sợi màu vàng chưa hả bạn ốc ơi? Ui. Sắp hết rồi, thành đen xì rồi này. Mùi thơm đã bốc lên rồi đấy nhờ. Wow, mới trộn kiểu gì nó dính hết vào đây rồi này. Ôi, thế này ăn một miếng là hết à? Được rồi đấy. Tớ thấy mùi thơm bốc lên rồi bạn ơi. Không biết là có ngon không nhờ. Bạn thử trước xem nào. Nhưng mà đúng là cái này đen xì luôn đấy các bạn ạ. Mình sẽ thử trước nhá. Wow, ôi thôi, mình cuộn nó vào cái đũa này nhá các bạn ơi. Ấy, được rồi này. Vị thế nào? Sợi mì rất giòn mà ngon bạn ạ. Wow, nhìn hấp dẫn thật đấy. Để mình thử nhá. Có ngon không hả bạn ốc ơi? Ăn à, nó có vị dai mà ăn nó có vị rất là ngậy bạn ơi.